Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Uyên Huế. Hôm nay Uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái nón cho em bé nha. Nón này cho bé khoảng 3 đến 4 tuổi ha. Và đây mình đang thiếu một chút xíu cái này chưa lắp vô. Rồi, ở đây là mình làm màu vàng với cuốn hoa giống như một cái bông hoa vậy, nó cũng có hơi rủ rủ một tí nha. Và nguyên liệu mình làm ở đây là sợi dệt trơn. Một cái nón như thế này thì các bạn sẽ cần đúng một cuộn và các bạn làm tiết kiệm nha, đừng có đại khái là vừa đủ, nên mà nếu mà các bạn nào mà làm hơi to là phải mua hơn một cuộn, còn nếu mà các bạn có màu khác nhạt hơn thì các bạn có thể phối ở màu thành cũng được, nếu mà các bạn không không muốn mua 2 cuộn, tại vì nếu mua 2 cuộn thì nó sẽ dư nhiều ha, một cuộn là vừa đủ. Và kim móc ở đây mình sử dụng là kim số 4. Kim số 4 thì cái đầu kim của nó là 2.5 mm đó các bạn. Chúng ta lưu ý các bạn là cái sợi dệt nè, nếu mà làm nón cho em bé các bạn nên sử dụng dệt trơn nhé, tại dệt kim tuyến thì khi lên nón nó sẽ hơi cứng ha, hơi cứng độ hơi đau đầu. Và mọi loại sợi dệt cũng như sợi dù thì các bạn cần phải làm như thế này, các bạn phải làm cho đốt cái đầu của nó cho nó khỏi bị tưa ra nha, nó mà tưa là coi như hỏng luôn cái nón của chúng ta. Những cái đầu nối hay đồ thì các bạn cũng vậy luôn, các bạn đốt nó cái đầu đầu là phải đốt nó đi nha, chứ không để là cho nó sơ ra là hỏng nó ha. Rồi chúng ta cùng đi vào móc ha. Đầu tiên thì các bạn sẽ làm cho mình một cái vòng tròn hoa thuật ha, các bạn biết vòng tròn hoa thuật chưa? Chúng ta sẽ quấn sợi vào ngón tay ha, và các bạn sẽ lấy sợi lên rồi thoát sợi này, đây cái vòng của chúng ta đây, và các bạn sẽ lên cho mình 1, 2, 3 một bính nha. Sau đó các bạn sẽ móc vào cái vòng tròn này cho mình thêm để mình coi nè, 8, 8 và 10, 16, 16 mũi móc kép nha. Là chúng ta chỉ còn 15 thôi, tại vì chúng ta vừa móc lên 3 bính là đại diện cho một mũi kép rồi. Thì các bạn móc mũi kép được chưa, thì ở đây chúng ta có này, sợi trên kim này, quấn sợi vào này, các bạn cho kim xuống này, hoặc sợi lên ha. Rồi, thoát sợi một lần, thoát sợi 2 lần, đó là mũi kép ha. Rồi các bạn sẽ tiếp tục làm cho mình móc cho mình đủ 15 mũi kép nha. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu. Rồi ok, bây giờ các bạn sẽ này, bạn quan sát này, các bạn sẽ rút cái sợi này cho nó nhỏ lại nha, cho cái vòng tròn của chúng ta nó nhỏ thiệt là nhỏ, rút nhỏ nhất các bạn có thể nhé, dùng hết sức và rút cho nó nhỏ lại. Thì nó hơi to to cũng không sao, tại vì này, chúng ta sẽ làm một cái đài hoa đó, chụp lên đây cho cái lỗ này nó kín lại ha, không có sợ bị lộ đâu ha. Rồi nên chúng ta kết thúc hàng số 1. Tới đây các bạn sẽ móc một mũi trượt vào cái chân bính thứ ba của dãy 3 bính liên hàng, 1 2 này, chân bính thứ ba này, đây bạn sẽ trượt vào đó một mũi ha. Rồi các bạn sẽ lên cho mình 3 bính, ok. Sau đó các bạn sẽ móc vào cái chân mũi kép phía dưới này một mũi kép mặt trước, đây mũi kép mặt trước thì nó giống mũi kép nhưng mà nó sẽ bao lấy cái chân mũi kép ở dưới, và chúng ta sẽ luôn cái sự lên đó, như vậy gọi là mặt trước, hay là các cụ hay các cô hay bảo là mũi nổi đó. Rồi tiếp theo các bạn sẽ móc vào cái chân tiếp theo này cho mình là 2 mũi kép chung chân, một mũi này, 2 mũi này, tiếp theo là một mũi kép mặt trước, cứ là một mũi kép mặt trước xong sẽ đến một mũi kép chung chân nhé các bạn. Theo là một mũi kép mặt trước, một đến một mũi kép đến 2 mũi kép chung chân và một mũi kép mặt trước. Một cái mũi kép mặt trước này thì nó sẽ liền mạch từ trên chóp nón đến tận cái vành nón luôn đó các bạn, rồi nó chia cái bông hoa của chúng ta ra, tạo những cái gân giống như là những cái gân của bông hoa vậy á. Rồi bạn cứ tiếp tục móc ha, mũi kép mặt trước và một cụm 2 mũi kép chung chân, chúng ta sẽ có 8
cái ngoặc ngoặc trước nha, 8 cụm ha. Rồi chúng ta đến gần cuối rồi, các bạn móc một mũi kép ngoặc trước này, và đến lúc này các bạn sẽ móc vào cái chân mũi này ở thêm một mũi kép nữa nha, tại vì lúc chúng ta lên thì chúng ta mới lên cái dãy ba bính thôi, nhưng chúng ta thêm một mũi kép nữa thì là tính là đây là hai mũi kép trong chân nha. Các bạn sẽ đếm này, 1 2 3 4 5 6 7 8, và chúng ta sẽ chia làm 8 mũi nha. Rồi đến đây thì các bạn sẽ móc vào cái chân bính thứ ba của dãy ba bính lên hàng một trượt ha. Các bạn sẽ lên 1 3 ha. 3 bính ha. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục móc vào cái chân mũi kép ngoặc trước này, 1 mũi kép ngoặc trước. Mọi hàng chúng ta đều móc ngoặc trước ở cái đường này hết nha, chạy từ trên chóp luôn. Rồi các bạn sẽ quan sát thấy cái cụm ở dưới là cụm 2 mũi kép trong chân. Các bạn sẽ vào mũi chân này các bạn móc lên thêm một cụm nữa là 2 mũi kép trong chân nữa. Đó, là chúng ta bắt hàng là hàng số 3 ha. Đây, chân này tiếp tục móc từ một cái cụm hai mũi kép trung chân, chúng ta phát triển ra thành hai cụm ha. Mũi chân thì móc lên một cụm, và cái mũi kép ngoặc trước chúng ta tiếp tục móc mũi kép ngoặc trước. Rồi ở đây cụm hai mũi kép trung chân chúng ta tiếp tục phát triển nó ra, mũi chân kép thì là móc hai mũi kép trung chân. Các bạn sẽ tiếp tục làm cuối hàng nhé. Chúng ta đi đến cuối hàng số 3 thì các bạn sẽ gặp cái chân cuối này, thì các bạn móc vào cái chân mà các bạn lên ba bính đó, thêm một mũi kép nữa nhé, để cho nó đủ số mũi là hai mũi kép trong chân ha, ba mũi bính lên hàng chúng ta tính là một mũi kép ha. Rồi các bạn móc hết cái hàng số 3 này thì các bạn sẽ có 8 cụm, mỗi cụm là chúng ta có 5 mũi ha, rồi tổng kết là được 40 mũi tất cả ha. Rồi các bạn sẽ trượt vào cái mũi ba cái mũi bính lên hàng, các bạn sẽ trượt vào đó một mũi trượt, và mình thấy nó hơi hở nên các bạn móc cho mình hai mũi thôi. Từ hàng số 4 chúng ta không có móc ba nữa, nó hở, nó hở không đẹp ha, học hai mũi thôi ha. Rồi bây giờ thì lên hàng số 1 2 1 2 3 4, hàng số 4 thì các bạn móc nè, chúng ta đụng cái mũi kép ngoặc trước thì các bạn móc kép ngoặc trước, sau đó thì ở hàng tiếp theo này, theo một các bạn sẽ móc một mũi kép này, sau đó thì cái mũi kép tiếp theo các bạn sẽ móc hai mũi kép trung chân. Tiếp theo các bạn sẽ móc hai mũi kép trung chân luôn, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái cụm này của chúng ta là có 4 mũi kép ở dưới đúng không, thì các bạn sẽ tăng mũi ở giữa, ở hai đầu cũng được, chả sao hết, miễn sao các bạn tăng cái cụm này cho mình 8 mũi thì cái mũi này chúng ta sẽ tăng thêm 2 mũi ha. Rồi chúng ta ở đây chúng ta sẽ móc một mũi kép này, và tới đây là một mũi kép ngoặc trước. Rồi mình lặp lại các bạn thấy ha, ở đây chúng ta có 4 chân kép này, thì chúng ta sẽ móc lên một này, một kép, và tiếp theo là hai mũi kép trung chân, tiếp theo nữa là hai mũi kép trung chân và một mũi kép. Đây, như vậy là chúng ta là hết một cụm ha. Chúng ta lặp lại cái mũi kép ngoặc trước này, rồi các bạn cứ tuần tự móc hết hàng. Rồi chúng ta đi hết hàng số 5, và các bạn để ý này, ở hàng số 5 thì ban đầu mình không có lên ba cái mũi bính đúng không, tại vì mình thấy nó hở hở, mình không thích, nó không có được như ý, thì mình lên hai thôi, và chúng ta sẽ móc vào cái chân của nó một cái mũi kép đó, và các bạn sẽ trượt vào cái đầu của cái mũi này luôn này, chúng ta sẽ lấp cái mũi mà hai lại luôn ha, thì về sau chúng ta sẽ không nhìn thấy nó, kiểu như ăn gian vậy đó. Rồi như vậy đó, thì các bạn vẫn đảm bảo là cụm của chúng ta thì sẽ gồm này, một cái mũi mặt trước này, 1 2 3 4 5 6 cái mũi kép ha, mỗi cụm là như vậy, và chúng ta có 8 cụm nhá. Rồi về bây giờ chúng ta tiếp tục lên cho mình hai bính y như cái hàng số 5 luôn ha, lên hai bính thôi, không có lên ba bính nữa, lên ba bính nó hở cái này ra không có đẹp ha. Rồi về chúng ta gặp cái mũi kép ngoặc trước thì chúng ta tiếp tục móc cái mũi kép ngoặc trước đó, và bây giờ các bạn sẽ vào móc nè, mũi kép thì chúng ta vẫn tiếp tục lên mũi kép này. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ gặp cái cụm này, chúng ta vẫn, các bạn sẽ tiếp tục móc một mũi kép này, và cái chân mũi kép hai, cái chân ở giữa này, mũi chân mũi kép thì các bạn sẽ lên cho mình hai mũi kép trung chân đó.
các bạn sẽ thấy lặp lại cái hàng 1 2 3 4. 1 2 3 4. Thì hàng này là hàng số mấy thì đếm quên rồi. Hàng số 5 ha. Xin lỗi, nhiều khi mất tập trung. Hàng số 5 thì nó y chang hàng số 4 vậy, chúng ta sẽ tăng 2 mũi vào cái cuối cùng của chúng ta đó ha. Rồi. Tăng ở giữa ha. Hoặc là các bạn có thể tăng hai đầu sao cũng được, miễn sao các bạn nhớ tăng cho nó đều, cho nó tản mũi ra cho đẹp ha. Rồi, bây giờ sẽ còn là hai mũi kép thì chúng ta móc bình thường. Hai mũi kép. Rồi, gặp cái mũi ngoặc trước thì chúng ta móc mũi ngoặc trước thôi. Các bạn đã nắm được chưa nè? Rồi, chúng ta sẽ có 2 4 6 ha. Thì các bạn sẽ móc hai mũi đầu tiên là các bạn móc bình thường nè. Hai mũi đầu tiên các bạn lên hai mũi kép này. Chân nào thì mũi đó. Sau đó là hai mũi ở giữa thì chúng ta tăng mũi ha. Mỗi mũi thì chúng ta sẽ móc hai. Chúng ta sẽ tăng hai lên. Đó. Sau đó còn hai mũi cuối cùng thì các bạn móc bình thường. Mũi chân thì móc lên một mũi kép. Rồi, tiếp theo là một mũi kép hoặc trước, các bạn cứ lặp lại cho đến hết hàng nhé. Kết thúc hàng số 5 thì các bạn cũng làm giống như là hàng số 4 ở dưới thôi ha. Các bạn sẽ trượt một mũi trượt vào đầu của cái mũi kép hoặc trước này. Rồi các bạn lên cho mình hai bính. Sau đó thì vòng xuống ngay cái chân mũi kép hoặc trước đó, các bạn sẽ móc một mũi kép hoặc trước. Lặp lại cho tất cả các hàng về sau nha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta vào cái cụm chúng ta móc này. Hàng số này là 1 2 3 4 5, hàng số 6 ha. Đấy, các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi kép, 2 mũi kép, 3 mũi kép, 4 mũi kép. Liên tiếp vào 4 chân móc ha. Sau đó ở cái chân thứ 5 thì các bạn sẽ móc tăng. Tất nhiên là móc 2 mũi kép trong chân. Ở cái hàng này chúng ta chỉ tăng một mũi cụm thôi nha, tại vì nếu mà chúng ta tăng hai liên tục thì cái nón của chúng ta sẽ dư mũi và nó sẽ tạo cái độ không có đẹp ha. Nên là các bạn sẽ tăng một mũi thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn 1 2 3 này, còn 3 mũi kép trong cái cụm thì các bạn điền đủ vào 3 chân kép là 3 mũi kép nha. Đó. Tiếp theo thì vào cái chân mũi kép ngoặc trước thì các bạn móc một chân kép ngoặc trước này. Rồi chúng ta sẽ móc lặp lại giống như cái cụm vừa móc này, các bạn sẽ móc 4 chân kép vào 4 chân liên tiếp. Và ở cái chân móc thứ 5 thì các bạn móc 2 mũi kép trung chân. Rồi 3 mũi kép liên tiếp vào 3 chân tiếp theo. Và một chân kép ngoặc trước ha. Các bạn cứ lặp lại cho đến cuối hàng nha các bạn. Rồi, kết thúc hàng số 6 thì chúng ta vẫn lặp lại như ở cái hàng dưới thôi ha. Bạn sẽ trượt vào cái chân đầu của cái mũi kép ngoặc trước này nè, và chúng ta lên hai bính. Sau đó thì các bạn sẽ vòng xuống nó và móc lên một mũi kép ngoặc trước. Ok ha. Sau đó thì các bạn sẽ móc các cái chân kép vào những mũi kép này. 1 2 3 4 mũi kép liên tiếp vào 4 chân, và các bạn sẽ móc gặp cái chân mũi mà 2 mũi kép trong chân thì ở chân đầu tiên thì các bạn móc vào đó 2 chân ha, 2 mũi ha. Chúng ta sẽ móc 2 mũi kép trong chân ở cái mũi mà chúng ta cộng 2 mũi kép ở dưới á. Rồi 1 2 3 4, 4 mũi kép móc một bình thường, xong một mũi kép 2 mũi kép trong chân, xong thì chúng ta điền tiếp các mũi kép còn lại ha. 1 này. 2 3 4, sau đó thì một cái mũi kép này móc trước. Các bạn cứ lặp lại ha, móc 4 mũi kép vào 4 chân liên tiếp, rồi cái chân thứ 5 thì các bạn sẽ móc 2 mũi kép trung chân nha. Lặp lại đến cuối hàng nha. Kết thúc hàng số 7 thì các bạn cũng làm như các hàng ở dưới ha. Chúng ta sẽ trượt lên đầu của mũi kép nổi này, bạn trượt vào và chúng ta lên 2 bính. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc vào cái mũi kép nổi này một mũi kép nổi ha. Sau đó thì các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình một mũi, hai mũi, ba mũi kép ở ba chân móc liên tiếp, và ở chân thứ tư thì các bạn sẽ móc hai mũi kép trong chân nhé. Sau đó thì các bạn sẽ móc hai mũi kép vào hai chân liên tiếp. Rồi các bạn sẽ quay lại móc
hai mũi kép chùm chân. Hàng ngày chúng ta sẽ tăng hai mũi ở trong một cái cắm hai hoa nhé. Rồi còn lại ba mũi kép liên tiếp chúng ta móc vào ba chân, ba mũi kép vào ba chân móc nhé. Và kết thúc bằng một cái mũi cái cánh hoa này với một cái mũi kép nổi này. Các bạn tiếp tục móc các cái cánh hoa còn lại nhé. Mình lặp lại này, một mũi kép, hai mũi kép, ba mũi kép, sau đó là hai mũi kép chung chân, sau đó là hai mũi kép vào hai chân móc. Và lặp lại hai mũi kép chung chân. Và còn lại các bạn sẽ móc bình thường ha, ba chân kép vào ba chân móc. Tiếp theo là một mũi kép nổi này. Và các bạn cứ tuần tự như vậy móc đến hết vòng luôn. Sau khi chúng ta móc xong hàng số 8 này thì các bạn sẽ đo. Và ở đây cái thước dài của mình đi mất đâu mất tiêu rồi, mình xài ở cái thước này thì mình ước lượng ở đây nó khoảng là 17 cm các bạn ha, 17 cm, 17 cm rưỡi gì đó. Và chúng ta sẽ móc dừng lại cái chóp ở đây nhé, chúng ta sẽ không có tăng nữa ha. Và các bạn sẽ móc thì chân mũi móc nào thì các bạn móc như thế thôi, không có tăng giảm nữa ha. Thì lúc này chúng ta sẽ có này, mỗi cánh hoa của chúng ta sẽ có này một cái gân nổi và 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái mũi kép nha. Đây rồi các bạn sẽ trượt vào đây để kết thúc hàng số 8. Sau đó các bạn sẽ lên hai mũi quấn và chúng ta sẽ tiến hành móc cái thân nón. Thì thân nón thì các bạn cứ gặp cái mũi kép mặt trước thì các bạn móc kép mặt trước, và mỗi chân mũi kép đơn thì các bạn sẽ điền vào cho mình như vậy ha, cho tới khi nào mà nó đạt từ cái chóp này mà xuống tới hết là đạt khoảng 17 cm thì dừng lại ha. Tất nhiên là hết vòng thì các bạn cũng sẽ lặp lại như các hàng trước thôi. Đến hàng số 9, số 10 thì các bạn hết vòng thì các bạn cũng sẽ trượt vào cái mũi kép nổi này và chúng ta lên hai bính. Sau đó các bạn sẽ quan sát này, cái đoạn mà mình bắt đầu móc lên hai bính và mình giấu nó đi á thì nó sẽ không có bị có cái lỗ hở này nè, đó đẹp hơn ha. Cứ nhìn kỹ mới phát hiện, còn không thì các bạn mà ấy thì thế này cũng được, nhưng mà khi mà mình nâng cái nón ra để mình đội thì nhiều khi là có cái lỗ mình không có thấy, không có ưng ý á. Rồi ha, các bạn tiếp tục móc nha. Các bạn cứ móc thẳng không tăng không giảm một vài hàng ha, cho đến hàng số 15 hoặc 16 thì các bạn dừng lại, các bạn đo. Ở đây là mình móc hết hàng số 16 này, nhưng mà tùy tay móc cho nên là các bạn có thể là dừng ở hàng 15 rồi đo trước ha, sợ là tay móc nhiều bạn không giống nhau đó. Thì rồi các bạn đo này, từ cái điểm cuối của hàng chúng ta đo lên cái chóp mũ mà các bạn đo được khoảng 16 đến 16.5 là ok nhá. Đây là mình vừa tròn 16.5 này là ok. Các bạn nếu mà 16, 16.5 hoặc 17 thì đều được, nó xê dịch một chút xíu không sao. Thì là chúng ta kết thúc cái phần thân nón và sẽ chuyển vào cái móc phần vành nón ha các bạn. Sau khi các bạn móc xong cái phần thân nón rồi, chúng ta móc với phần vành nón nha. Thì các bạn cũng lên hàng y chang phần thân nón luôn, chúng ta vẫn lên ở đây ba bính và các bạn sẽ hai bính và móc vào đây một mũi kép ngoặc trước. Sau đó các bạn móc cho mình liên tiếp 5 mũi kép nha, 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó thì đến mũi thứ sáu chúng ta sẽ tăng mũi ở mũi thứ sáu, chúng ta móc hai mũi kép trong một chân này, 1, 2. Và tiếp theo thì ở giữa mũi thứ sáu và mũi thứ bảy các bạn sẽ tăng thêm một mũi này. Đó, tiếp theo các bạn móc vào cái chân móc thứ bảy hai mũi kép chung chân nữa luôn ha. Vậy là ở cái cánh này chúng ta sẽ tăng lên ba mũi này. Các bạn mà thấy chỗ này hơi hở đúng không? Vậy thôi chúng ta bỏ cái mũi này đi. Các bạn sẽ móc vào cái chân thứ bảy này ba mũi kép chung chân cho mình luôn để khỏi bị hở hở. 1 này, 2 và 3 nha. Đó, sẽ tăng, chúng ta sẽ tăng 3 mũi ở mỗi cánh nhé. Các bạn sẽ tiếp tục hoàn thành hết này. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, hai bên đối xứng nhau ha. Và các bạn sẽ móc một chân mặt trước. Rồi, chúng ta lặp lại cho 8 cánh hoa nha. Rồi, mình vừa hoàn thành cái hàng đầu tiên của cái vành nón ha.
Và các bạn để ý là chúng ta sẽ có những 8 cái phần cắn giống y nhau ha. Đây là chúng ta có 2, 4 này, 5 mũi kép liên tiếp này, cộng với lại 2 mũi kép trung chân. Và đối diện bên kia là 2, 4, 5, cũng 5 mũi kép liên tiếp. Và ở đây là 3 mũi kép trung chân nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc vào, các bạn kết thúc và lên hàng như các hàng dưới ha, và móc vào một mũi kép ngoặc trước. Sau đó các bạn sẽ móc liên tiếp những cái mũi kép trung chân, à một những cái mũi kép vào các chân kép này. Một mũi kép này, hai mũi kép, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Thì các bạn ở cái mũi thứ 8 này, chúng ta để ý này, các bạn móc 7 mũi kép liên tiếp thì chúng ta đã vượt qua được cái hai mũi kép trung chân ở dưới, và ở mũi thứ 8 là các bạn đang móc vào cái 3 mũi kép, mũi thứ nhất của cái cụm 3 mũi kép trung chân ha. Và ở cái mũi thứ 8 này các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi kép trung chân. 2 mũi kép trung chân này. 3 ha. Sau đó các bạn sẽ móc liên tiếp những cái mũi kép vào các chân kép ha. Tất cả sẽ có 7 mũi ha. 1 này. 2 3 4 5 6 7. Rồi, chúng ta sẽ đối xứng nhau ha. Và các bạn sẽ móc một chân kép ngoặc trước ở đây. Và các lặp lại cho các cái cánh khác ha các bạn ha. Rồi, mình móc xong hàng số 2 rồi và mình lên hàng số 3 luôn. Thì lên hàng số 3 cũng giống như các hàng dưới thôi, các bạn cũng là trượt vào cái mũi trước, mũi ngoặc trước, và chúng ta lên y chang cái hàng dưới. Thì mình ở đây mình sắp xong hàng số 3 luôn rồi, mình dừng lại một tí để mình chỉ các bạn ha. Thì ở hàng dưới là chúng ta móc vào cái, ở đây có cụm 3 này, và ở hàng số 3 này các bạn cũng móc tương tự thôi, các bạn sẽ móc 2, 4, 6, 8 mũi kép vào 8 chân liên tiếp. Và ở cái mũi thứ 9, mũi thứ 9 này nó tương đương với lại cái mũi ở giữa của cái cụm 3 mũi kép trung chân nha. Rồi các bạn vào cái mũi giữa đó các bạn móc 3 mũi kép trung chân luôn. Đó. Sau đó thì các bạn điền nốt những cái mũi kép vào các chân kép ha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 ha, và 8 là chúng ta hết hàng. Sau đó các bạn trượt vào cái đầu của mũi mặt trước đó. Rồi chúng ta kết thúc hàng. Các bạn có thể móc thêm một hàng nữa ha. Tùy ý các bạn muốn cái vần nó to lên thì chúng ta sẽ móc thêm một hàng nữa. Còn nếu mà các bạn muốn móc cái vòng vừa như thế này thì các bạn dừng lại ha. Nếu mà các bạn móc nữa thì mình nghĩ là các bạn không nên tăng mũi quá. Nếu mà tăng mũi quá thì nó sẽ ấy, mà cũng tăng cũng được, không tăng cũng được, nó không có ảnh hưởng nhiều quá đâu. Nó tăng quá, tăng lên thì cái chỗ này nó tạo ra những cái góc góc như vậy ha, thì cũng đẹp, nó cũng có cái đẹp riêng của nó. Rồi tới bây giờ thì ở cái nón này thì mình sẽ tốt ở đây á, nên là mình sẽ đi cái đường viền ha. Đường viền các bạn có thể chọn những cái cách đi đường viền khác nhau, nhưng mà đây là cái mình móc, mình kiểu như là một cái bông hoa thì mình muốn làm cái đường viền của chúng ta nó có một cái dứt dắt cho giống bông hoa, thì mình làm theo cái cách này. Ở đây là chúng ta lên này, các bạn sẽ lên cho mình, bạn đây hết hàng thì bạn trượt vào bình thường ha, trượt vào bình thường, và các bạn lên mình 1 này, 2, 3 mũi bính, và các bạn quay lại tiếp tục móc vào cái chân đó cho mình 1 mũi đơn. Sau đó các bạn móc liên tiếp là 1 mũi đơn này, 2 mũi đơn này, 3 mũi đơn. Cái mũi đơn thứ tư thì các bạn móc 1, 2 ở cái mũi thứ ba thôi ha. Mũi thứ ba thì các bạn tiếp tục móc là 1, 2, tiếp tục lên 3 bính và móc vào cái chân đó luôn ha. Vào cái chân đó 1 mũi đơn luôn. Tất nhiên là ở cứ cắt hai chân đơn, mũi đơn là chúng ta sẽ có một cái cụm gồm có là một mũi đơn, ba mũi bính và một mũi đơn trung chân ha, thì nó tạo giống như cái hình giọt nước vậy ạ ha. Rồi mình làm tiếp theo này, tiếp tục y chang nha. Một mũi đơn này, hai mũi đơn này, và ở cái mũi thứ ba thì chúng ta móc một mũi đơn, sau đó là 1, 2, 3 mũi bính ha. Tiếp tục
móc vào cái mũi đơn chung chân luôn, thêm một mũi đơn nữa. Rồi các bạn cứ làm như vậy cho đến hết hàng cho mình luôn ha. Phần tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái đài hoa nhé. Rồi các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Và các bạn móc lấy một chốt sợi lại này, sau đó thì các bạn móc cho mình 4 mũi đơn ha. 1 này. 2 này. 3 này. 4 mũi đơn, sau đó các bạn rút sợi lại ha. Cho nó nhỏ lại, không thấy vòng luôn. Rồi các bạn để ý là sao cho nó thuận tay các bạn, tại vì cái vòng 4 thì nó nhỏ chứ không phải như vòng 6 hay vòng 8 nên nó sẽ hơi khó làm. Rồi sau đó thì các bạn sẽ móc tiếp vào cái mũi đầu tiên, sẽ hơi khó ha. Các bạn kéo cái sợi này ra cho nó dễ nhìn thấy này. Tí nữa rồi mình giấu vào trong trở lại ha. Rồi các bạn sẽ móc vào cái mũi đầu tiên này, một mũi đơn. Khó nhưng mà vẫn làm được nhé các bạn. Đó. Tiếp theo, mỗi khi chân móc thì chúng ta sẽ móc vào một mũi đơn nha các bạn. Để ý, tại vì nó sẽ, cái sợi của mình là cái sợi vô tông chập á, nhưng nó có nhìn thấy không? Mà mình có sợi gì thì mình làm sợi đấy thôi. Các bạn có thể đánh dấu để làm hoặc không, cứ móc khi nào bạn thấy là cái đài hoa chúng ta vừa vừa thì được, không có nhất thiết là mình làm biến cũng chẳng thèm đánh dấu luôn, nó đã chật hẹp quá rồi. Đó, cứ một mũi móc thì các bạn lên một móc vào đó một mũi thôi ha, cứ gặp mũi nào thì cứ móc vào đó một mũi đơn, mỗi chân móc thì mình móc vào một mũi đơn thôi. Đó, cứ liên tục móc vào đó. Không lấy được hai sợi thì các bạn lấy một sợi cũng được cho nó dễ ha. Đây được một đoạn này, cỡ bằng một đốt tay hơn chúng ta. Các bạn muốn làm dài hơn cũng được, mà mình thấy là như vậy là vừa rồi. Thì lúc này các bạn sẽ tăng mũi này. Bây giờ một chân móc và các bạn móc vào hai mũi đơn. Thì cái cuốn của chúng ta nó sẽ to to lên ra một tí này, nó hơi bắn bắn ra một tí ha. Rồi các bạn muốn to thêm nữa thì các bạn có thể tăng mũi, không phải là hai mà là ba, tùy các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc những cái cánh, những cái đài hoa thì nó có những cái giống như cái lá vậy á, cái lá liền kề á, thì các bạn sẽ móc vào cho mình đây là mũi chân, các bạn sẽ móc vào hai mũi đơn. Hai mũi đơn và một chân liên tiếp, sau đó các bạn chạy lên hàng này và xoay lại, chúng ta tiếp tục tăng mũi ở cái hàng này. Một này, chân hai mũi đơn này. Tiếp tục ha, chúng ta sẽ tạo cái đài này bằng ba mũi này, sau đó các bạn sẽ lên một mũi lại quay hàng xoay sản phẩm lại. Đó, giờ chúng ta sẽ có cái đài đây là cái lá đây này. Đó, rồi bây giờ thì các bạn sẽ giảm lại ha, không tăng nữa đâu nha, giảm lại này, bạn bỏ mũi này móc qua mũi này. Đó,
này mình bịa ra thôi chứ mình cũng chẳng có không có làm cái công thức gì hết trơn á, tới đâu thì hay tới đó, rồi tới đây chúng ta sẽ trừ thôi, chứ các bạn đừng có móc vào đó một đơn nữa mà nó nhiều quá rồi sai sản phẩm lại này, rồi bỏ cái chân này qua chân này xong rồi cái mũi này trừ vào thôi, cho nó nhỏ dần lại nhé, chúng ta đang giảm mũi này đó, lại xoay sản phẩm lại ở đây. Đây chúng ta trừ lên luôn đó, lại xoay sản phẩm lại. Bây giờ chúng ta sẽ chốt này, là cái lá kề với cái của chúng ta nó có cái hình thù như thế này đó các bạn. Các bạn sẽ làm cho mình các sợi đi, xong rồi làm ba cánh ha, ba cánh hay bốn cánh gì đó giống nhau, hoặc là dài hơn ngắn hơn gì cho nó tự nhiên cũng được hết. Sau khi các bạn viền xong bằng những cái đường hột hột như thế này này, thì ở đây mình có chạy một cái mũi trượt nữa, một hàng mũi trượt, nếu các bạn để ý thì sẽ có một hàng, thì các bạn muốn làm cũng được mà không muốn làm cũng được, mình dư có tí sợi đó thì mình làm hết luôn, không còn cái gì luôn á. Rồi còn không cần thiết phải làm nha, làm được làm mình không sao hết. Và các bạn có thể là làm cái đài hoặc là không làm đều ok nhé, làm lại cũng được không làm lại cũng được, nó đều đẹp hết á. Các bạn đã hoàn thành cái nón cho bé rồi. Bạn nào xiên thì lót cái vằn vào, không thì để vậy cũng được, không sao hết. Đội như vậy là ổn áp đẹp lắm rồi ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ha. Chúc các bạn thành công. Nếu thích thì có thể cho mình một like hoặc góp ý cho mình, rồi chia sẻ nó nếu mà thấy có ích ha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau ha.